xin chào tất cả quý vị các bạn. Trên tay tôi đang cầm đây là những cái gói hạt giống cây trà nà hoàn toàn được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Đây là những cái gói hạt giống chuẩn F1 các bạn nhé. Đây là giống trà nà quả to chứ không phải là trà nà quả nhỏ chỉ trồng để làm công trình đô thị đâu. Đây là giống quả to và khi chín thì ăn rất là giòn và ngọt. Như các bạn cũng từng biết là tôi đã giới thiệu rất là nhiều trên các cái video trước về cây trà nà. Thì trà nà là một cái giống cây trồng thuộc họ cau và cây có hình dạng là giống như cây cau và cây cho quả thành buồng cũng giống như buồng cau và rất là sai. Mỗi buồng của cây trà nà này có cân nặng khoảng từ 50 kg trở lên và rất là sai quả. Điều đặc biệt của cây trà nà này là khác với những cái cây cau là quả có sơ chỉ sử dụng để làm thuốc hay là để nhai trầu thôi. Còn đối với giống cây trà nà này thì quả là có thịt quả, là không hề có sơ và khi chín chúng ta có thể sử dụng làm trái cây ăn tươi ngay và rất là giòn ngọt và thơm ngon. Và điều đặc biệt hơn nữa là quả trà nà có thể sử dụng để chế biến các cái loại thực phẩm bánh kẹo hay mứt rất là thơm ngon. Và đặc biệt là cái sản phẩm trà nà sấy khô thì ăn rất là ngon và rất là giàu chất dinh dưỡng, rất là tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Như chúng ta cũng biết rất là nhiều trên các cái trang thông tin đại chúng là vừa qua là ở Việt Nam là có cái hiện tượng nhiễm mặn tại các cái tỉnh miền Tây rất là lớn. Và hiện nay thì cũng có rất là nhiều nhà khoa học nhảy vào để tìm ra những hướng cây trồng mới và thích hợp với vùng đất ngập mặn của miền Tây. Thì ngày hôm nay thì tôi giới thiệu đến quý vị các bạn về một cái giải pháp là trồng cây thích nghi với đất ngập mặn, đất vùng nước nọ rất là tốt các bạn nhé. Thì đây là cây trà nà. Như các nước phương Tây và một số nước châu Á thì người ta có trồng cây trà nà này phát triển rất là nhiều. Và điều đặc biệt là trồng tại các cái vùng đất ven biển, đất bị nhiễm mặn rất là nhiều và cây sinh trưởng phát triển rất là tốt, cây cho rất là sai quả và năng suất rất là cao. Thì ngày hôm nay thì tôi đưa cái hạt giống cây trà nà này từ Thái Lan về Việt Nam để phân phối và cung cấp cho nông dân của Việt Nam. Hạt giống cây trà nà này thì có tỷ lệ nảy mầm rất là tốt, đạt trên 95%. Có rất là nhiều bạn trẻ thì có gọi điện thoại hỏi: chị ơi, tại sao là một số nơi người ta bán hạt giống cây trà nà rất là rẻ mà tại sao bên chị lại bán đắt như thế? Thì tôi cũng trả lời với các bạn là hạt giống cây trà nà cũng như là hạt giống của các cây trồng khác, là nếu như hạt giống mà càng mới thì tỷ lệ nảy mầm càng tốt và đạt chất lượng là cao nhất. Và đặc biệt là trà nà có rất nhiều giống cây khác nhau. Có những giống cây trà nà chỉ để trồng để làm công trình đô thị thôi và quả rất là nhỏ. Thì đối với chúng tôi thì cung cấp hạt giống chuẩn F1, đó là quả to và ăn rất là ngọt, có thể sử dụng để làm sản phẩm chế biến các cái loại thực phẩm như là mứt, bánh kẹo rất là thơm ngon. Quả to chứ không phải là quả nhỏ như các cái cây trồng để sử dụng làm công trình đô thị đâu các bạn nhé. Thì làm sao để cho hạt giống cây trà nà này có tỷ lệ nảy mầm cao nhất thì tôi cũng hướng dẫn cho các bạn luôn. Đó là hạt giống cây trà nà sau khi mua về thì chúng ta tốt nhất là sử dụng trồng ngay. Ươm ngay sau khi mua về thì hạt giống càng mới thì tỷ lệ nảy mầm càng cao. Còn nếu như các bạn chưa trồng ngay thì các bạn có thể để vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản được đến 2 năm
Nếu như chúng ta để vào tủ cấp đông đó, thì chúng ta có thể bảo quản được đến 3 năm các bạn nhé. Đó, và khi ươm thì chúng ta lấy hạt giống cây trà nào này ra đó. Đó, chúng ta sử dụng một cái ni như thế này và pha nước ấm khoảng 30 độ C. Sau đó chúng ta cho hạt giống vào như thế này nhé. Đấy, trong cái ni này là đang có hạt giống cây trà nà đây, tôi đã từng ngâm đây. Đó, và ngâm hạt cây trà nà vào nước ấm khoảng 24 giờ đồng hồ. Ngày hôm nay các bạn ngâm hạt giống cây trà nà vào nước ấm như thế này thì để đó đến ngày mai khoảng tầm này giờ ngày hôm nay thì chúng ta vớt hạt giống cây trà nà ra. Sau đó để ráo một chút và đặt vào một cái túi Zippo hay là một cái bịch ni lông màu trắng, chúng ta có thể quan sát được các bạn nhé. Đây là, đây các bạn xem, đây là hạt giống cây trà nà đây. Hạt rất là đẹp, rất là đều. Đây là hạt giống cây trà nà rất là đẹp, rất là đều. Đây là hạt giống cây trà nà sau khi chúng ta ngâm vào nước ấm khoảng 30 độ C trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nếu như chúng ta có thuốc kích thích nảy mầm thì chúng ta có thể cho một chút vào đây và ngâm cùng trong quá trình ngâm hạt giống. Nếu thuốc kích thích nảy mầm chúng ta có thể sử dụng là thuốc điều hòa sinh trưởng, auxin là một cái loại mà thuốc kích thích nảy mầm tốt nhất các bạn nhé. Sau đó là chúng ta sử dụng một cái túi Zippo như thế này. Hoặc có thể là chúng ta sử dụng một cái bịch ni lông màu trắng dễ quan sát được thì là tốt nhất. Đây, chúng ta mở cái túi Zippo ra. Sau đó chúng ta vớt cái hạt giống này ra. Hạt giống sau đi khi ngâm. Đây, hạt giống sau khi ngâm thì chúng ta vớt ra. Cho róc nước một chút ha. Đó, vớt ra như thế này. Hạt giống đây. Hạt giống sau khi ngâm. Sau đó chúng ta để hạt giống vào trong túi Zippo này. Xong sau đó chúng ta đậy cái túi, nắp cái túi Zippo này lại ha. Để hạt giống trong túi Zippo như thế này thì chúng ta dễ dàng quan sát hạt giống nảy mầm hơn. Sau khi cho hạt giống vào thì chúng ta để cái túi hạt giống này vào trong bóng tối. Thì trong vòng khoảng 15 đến 20 ngày thì hạt giống bắt đầu là nảy mầm. Là đối với là hạt tươi, hạt mới. Còn đối với mà hạt khô như thế này thì sau khoảng 1 tháng thì hạt giống bắt đầu nảy mầm các bạn nhé. Tỷ lệ nảy mầm của hạt giống là rất là tốt, đạt trên 95% luôn các bạn ạ. Đối với tay nghề của tôi thì hạt giống có thể nảy mầm đến 100%. Đây. Còn đây là hạt giống chúng tôi đã ươm. Còn đây là hạt giống mà tôi đã ươm. Hạt giống nảy mầm rất là tốt. Đấy. Đây ra rễ rất là dài đẹp như thế này các bạn ạ, tôi cho các bạn xem nhé. Đây. Hạt giống cây trà nà này nảy mầm rất là tốt. Tỷ lệ nảy mầm của hạt giống là trên 95%. Đối với tay nghề của tôi thì hạt giống cây trà nà này có thể nảy mầm và mọc 100% các bạn ạ. Đây là hạt giống chuẩn F1 hoàn toàn nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Đối với cây trà nà có rất là nhiều giống, cho nên là nhiều nơi người ta có thể là sử dụng các loại cây công trình đô thị và cung cấp. Cho nên nhiều nơi là có thể là vì lợi nhuận người ta sử dụng hạt giống cây trà nà là cái dòng cây công trình đô thị quả rất là nhỏ và cung cấp cho nông dân. Cho nên là cái giá thành của sản phẩm không nói lên được chất lượng các bạn nhé.
Nếu như trồng cây trà nà này thì các bạn nên chọn những cái cơ sở uy tín, chất lượng để đặt hàng. Đừng vì ham rẻ mà mua hàng kém chất lượng về, thì cây trồng nên những cái sản phẩm đó, cây sẽ cho ra những cái sản phẩm đó, cây sẽ cho ra những cái sản phẩm không mong muốn. Này. Đây này, rễ già thì rất là đẹp các bạn ạ. Tỷ lệ hạt giống này này mầm trên 95%. Đấy, là 100% luôn đối với tay nghề của tôi các bạn nhé. Mầm rất là tốt. Đây là hạt giống cây trà nà. Đây là những hạt giống cây trà nà chuẩn F1, hoàn toàn nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Đây là dòng hạt giống nhập khẩu từ Thái Lan. Thái Lan là một cái đất nước châu Á và có khí hậu tương đương với Việt Nam. Tại Thái Lan thì cây trà nà này phát triển rất là tốt, rất là khỏe và cây cho rất là sai quả, cho năng suất cao. Thì Việt Nam cũng là một cái đất nước có khí hậu tương đồng, cho nên là đây là một cái sản phẩm cây trồng, cho nên đây cũng là một cái giống cây trồng được đánh giá là có giá trị tiềm năng, đem lại giá trị kinh tế cao cho các hộ nông dân của Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là các hộ nông dân miền Tây có những cái vùng đất bị nhiễm mặn nặng thì có thể trồng phát triển giống cây trà nà này để phục vụ mục đích kinh tế các bạn nhé.